Hơn tháng nay, những bếp lửa tỏa khói ngày đêm thế này khiến sớm bánh tráng Tân Phước như nhộn nhịp tất bật hơn. Đó cũng là báo hiệu làng bánh tráng nổi tiếng huyện Lai Vung vào vụ sản xuất Tết. Hơn 30 năm gắn bó với nghề làm bánh tráng, đôi bàn tay của bà Lê Thị Trang thành thạo với từng công đoạn để tạo ra những chiếc bánh tráng tròn đẹp. Với bà, sản lượng bánh làm ra trong mùa Tết này vẫn không khác mỗi năm, cũng tăng vài chục phần so với ngày thường. Ngày thường thì tôi chán có một thiên thôi, rồi bây giờ thì là 1.000 cái đó, bây giờ tôi chán được 1.000, 2.000, 3 cái gì đó. Tôi chán nhiều thì tôi bán hết nhiều. Nhất là cô biết sao năm nay, nhất là mấy người mà ở đây mua đóng thùng gửi đi cho bà con ở thành phố. Là người ta mua chừng nửa tháng nay là rất là nhiều đó. Rồi bắt đầu về bán hàng mình đến ra chợ nó bán rồi, bây giờ chán nhiều là bán được hết nhiều. Tuy dịch bệnh Covid-19 vẫn còn, nhưng hiện tại đầu ra bánh tráng vẫn rất ổn định. Xã Tân Phước hiện có hơn 10 hộ làm bánh tráng. Bình quân một ngày, mỗi hộ sản xuất 1.500 cái bánh. Hiện tại, ngoài một số hộ chuyển sang làm bằng máy, đa số các gia đình còn lại vẫn sản xuất thủ công. Người làm bánh tráng cũng khá vất vả, nhưng mùa Tết vẫn là thời điểm ăn nên làm ra, nên đa phần các hộ đều phấn khởi, tận tụy với nghề. 11 giờ phiên đầu là tôi thức, tôi làm bột, nhồi dừa, nhúm lửa lò. Tới 12 giờ đầu là 12 giờ khuya đó là tôi chán cho tới 4 giờ chiều là hôm sau rồi mới nghỉ. Tại vì có mùa Tết thôi nên cũng gán ở xóm bánh tráng này sống về cái nghề này không à, trông cho Tết đến rồi chán bánh cho chị em có việc làm đồ đặng trang trải qua ngày. Mùa sản xuất Tết, hầu hết các làng nghề đều tăng tốc hoạt động, cực nhọc thâu đêm suốt sáng cũng là việc bình thường của những người thợ làm nghề. Niềm vui lớn nhất chính là bà con còn giữ được ngọn lửa cho nghề cha truyền con nối, với kỳ vọng góp thêm hương vị cho đời, cũng như có thêm thu nhập để vui xuân đầm ấm, an vui.